Bây giờ thầy sẽ vẽ hai cái đối tượng như thế này các bạn, hai cái hình ảnh khác nhau và tô hai màu khác nhau. Sau đó thầy sẽ copy ra làm hai trường hợp, tại vì hiệu ứng blend nó có nhiều cách để làm. Cách thứ nhất để tạo cái hiệu ứng blend là các bạn sẽ chọn cho thầy blend tool. Sau đó các bạn click vào hình 1 cái, click vào hình 2 cái thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng. Đó là cách 1. Cách số 2 là các bạn sẽ chọn cả hai đối tượng. Sau đó các bạn chọn là Object Blend. Object Blend chọn là Make. Có nghĩa là cách 1 là dùng công cụ, cách 2 là dùng lệnh. Được chưa? Rồi bây giờ mình tạo hiệu ứng blend xong, mình chỉnh sửa thì nó như thế nào? Để chỉnh sửa thì các bạn để ý cho thầy là đây là một cái nhóm gồm rất là nhiều đối tượng, biến hình từ hình ngôi sao qua cái hình lục giác. Và bây giờ mình muốn chỉnh thì đầu tiên mình sẽ chọn vào các cái đối tượng chính. Tuy nhiên đây là một nhóm cho nên là các bạn không thể dùng công cụ selection được, mà các bạn sẽ dùng công cụ đó là group selection, là chọn một cái đối tượng trong nhóm, hoặc direct selection cũng được. Ở đây thầy dùng group selection. Ví dụ thầy chọn vào cái hình đầu tiên nè các bạn, thầy đổi màu. Thầy chọn hình số 2 nè các bạn, thầy đổi màu. Được chưa? Đó. Các bạn có thể chọn vào các cái đối tượng chính để các bạn chỉnh sửa. Chỉnh sửa vị trí, chỉnh sửa màu sắc, thậm chí là chỉnh sửa về hình ảnh luôn. Chỉnh sửa về hình ảnh thì các bạn phải dùng cái direct. Direct thì các bạn mới chỉnh cái hình này được. Nha, ví dụ này tăng lên xíu như thế này. Đó. Thầy chọn điểm thầy tăng lên. Rồi, vấn đề tiếp theo là ở đây nó sinh ra quá nhiều đối tượng, mình muốn tăng lên hoặc muốn giảm bớt thì cũng có hai cách. Cách 1 là các bạn sẽ chọn cho thầy là Object Blend. Chọn là Blend Option. Đó. Trên Blend Option các bạn sẽ lựa chọn cho thầy. Nó có các cái thuộc tính như sau. Thuộc tính thứ nhất đó là Smooth Color. Smooth Color là nó không cho các bạn nhập cái giá trị gì hết. Có nghĩa là nó tự động. Smooth là gì? Smooth là mượt. Smooth Color là màu sắc nó mềm mại đó các bạn. Có nghĩa là nó chuyển sắc một cách mềm mại. Thì lúc này nó phần mềm nó tự động nó phát sinh số đối tượng. Kiểu thứ hai là Step. Step là số bước. Lúc này mặc định nó là 150 bước này các bạn, tùy theo đối tượng nha. Chứ không phải lúc nào là 150, có thể lên đến 200-300. Rồi vậy thì mình muốn giảm xuống thì mình ghi vào đây ví dụ như là 5. Đó. Review lên các bạn, đây. Nó sẽ sinh ra 5 đối tượng. Cộng với hai đối tượng chính nữa là 7. Được chưa? Ở phía dưới này nó có chữ Orientation. Thì các bạn có hai trường hợp, một là Align to Base, có nghĩa là nó sẽ giữ nguyên không xoay trở gì hết bởi vì nó canh theo cái trang giấy của các bạn. Còn cái thứ hai đó là Align to Path, là đường dẫn nó xoay tới đâu là hình ảnh nó sẽ xoay theo đó. Xoay theo đường dẫn, thường mình sẽ chọn là Align to Path. Nha, vậy thì chỉnh hiệu ứng mình có cách 1 là chọn Object Blend, chọn Blend Option. Cách 2 thầy sẽ chọn bằng cách là double click vào công cụ blend. Double click vào công cụ blend thì nó sẽ mở cái bảng y chang lúc nãy ra, mình sẽ chọn ví dụ như thầy chọn là step. Step là 8 đối tượng đi, 8 với 2 đối tượng gốc nữa là 10. Được các bạn. Rồi. Vấn đề tiếp theo các bạn để ý ở đây nó có một cái đường thẳng nè. Thấy không? Thì mình có thể thay đổi cái đường đó bằng cách dùng Direct Selection. Dùng Direct Selection chọn vào cái điểm này nè các bạn. Mình sẽ chọn là bẻ cong cái đường dẫn. Mình nắm kéo cho nó cong. Các bạn thấy không? Chọn vào điểm này có thể dời nó đi. Bẻ cong nè các bạn. Mình có thể điều chỉnh nó nè. Được chưa? Vậy là cái hiệu ứng blend này nó có thể chạy trên đường dẫn. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình nói là mình sẽ cho nó chạy lên cái hình tròn được không? Đó, thì không thể nào mà các bạn
nếu cho nó chạy lên như là cái hình tròn thì không thể nào mình dùng cái direct này mình chỉnh được rồi. Cho nên mình phải vẽ ra cái hình tròn, mình quét chọn cả cái hiệu ứng blend với hình tròn nha. Chọn hiệu ứng blend với hình tròn, sau đó các bạn chọn cho thầy là object object blend, chọn cho thầy là relay spin. Relay spin là nó sẽ chạy lên trên cái đường dẫn đó các bạn, nó đổi cái đường dẫn mới đó. Mình chọn vào đây nó sẽ tự động nó chạy theo hình tròn, các bạn thấy không đó. Tuy nhiên bây giờ các bạn nói là đối tượng của mình nó lớn quá, mình muốn là nó nhỏ lại và nó nhiều lên, vậy thì các bạn nhấn Ctrl Z quay lại, nhấn Ctrl Z quay lại. Các bạn làm như thế này, các bạn sẽ dùng cái Direct Selection, các bạn chọn vào cái đối tượng chính, sau đó quay về công cụ chọn, các bạn thu nhỏ cái hình xuống nha, thu nhỏ xuống, dùng Direct là chọn đối tượng chính, sau đó quay về công cụ chọn thu nhỏ xuống. Mình muốn tăng số lượng thì mình phải làm gì các bạn? Double click vào công cụ Blend, chọn cho thầy Step là tăng lên ví dụ 20 đối tượng, tổng cộng nó là 22 đó. Và các bạn quét chọn cả cái nhóm len với cái đường viền này, các bạn chọn là Offset Blend, chọn cho thầy là gì? Relay S-Spin. Đó, là nó sẽ chạy trên cái đường dẫn. Tuy nhiên các bạn thấy nó để một cái khoảng trống này nè, có nghĩa là nó chạy từ cái điểm đầu đến điểm cuối thôi, còn cái khoảng này nó bỏ lại. Vì thế các bạn muốn cho nó chạy đầy trên đường dẫn, các bạn dùng công cụ Bend, các bạn thêm điểm. Ví dụ thầy sẽ thêm đây điểm. Đó, nhấn Ctrl Z quay lại các bạn. Vậy là mình sẽ thêm đến đây được. Đó, như thế là tự động nó chia đầy lên trên đường dẫn. Hiểu không? Đó chính là đặc điểm của cái hiệu ứng Blend đó. Đó, các bạn sẽ double click vào cái Blend Tool để mình chọn là xoay trên đường dẫn. Còn nếu bạn nào không xoay trên đường dẫn này, nó luôn luôn thẳng như thế này, xoay trên đường dẫn này. Hiểu chưa? Đó, vậy là làm việc mình có hai cách. Cách một là sử dụng cái công cụ, cách hai là sử dụng cái gì các bạn, sử dụng cái lệnh Blend. Được chưa? Bây giờ các bạn sẽ ghi bài vô ha. Thầy thử cho các bạn một cái hiệu ứng Blend với test nha. Ví dụ thầy có cái chữ Tư Lâm Văn, Tư Lâm Văn là tên của thầy đó nha. Rồi chọn phông các bạn, ví dụ phông là UTM mà phông kiểu á ha. Rồi mình copy lên các bạn, copy lên giữ Alt copy gấp đôi lên đó, copy gấp đôi lên ha, giữ Alt copy lên. Lúc này các bạn len hai cái test này lại, mà cái test để gần nhau á các bạn, công cụ len các bạn lít nó khó chọn được cái đối tượng bên dưới lắm, cho nên lúc này mình quét chọn cả đôi vậy nè, chọn cho thầy là Object Blend, Object Blend chọn là Max. Đó, các bạn muốn tăng giảm đối tượng thì double click vào công cụ Blend, chỉnh số đối tượng tăng lên được các bạn. Các bạn muốn dời vị trí của một cái đối tượng trong này, các bạn hãy dùng Direct hoặc Group Selection, bỏ chọn đi, chọn lại một cái đối tượng các bạn di chuyển đi. Đó, các bạn thấy không, các bạn muốn đặt ở đâu cũng được. Đó, đó là cái cách để chúng ta sử dụng cái hiệu ứng biến dạng giữa hình này đến hình khác, biến dạng giữa chữ này đến chữ khác, và có thể thay đổi cái đường dẫn cho nó. Được chưa các bạn?